xin chào các bạn. Trong mấy ngày gần đây với những cái tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID thì phương án tìm cho mình một chiếc xe cá nhân để phục vụ cho chúng ta và cho gia đình là một phương án hết sức hữu hiệu. Và cũng do cái dịch bệnh COVID này mà làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh cũng như là ảnh hưởng đến cái túi tiền của chúng ta. Và theo góc độ cá nhân của chữ Tín thì cái việc mà lựa chọn cho mình một chiếc xe đã qua sử dụng là một phương án tối ưu trong thời điểm này. Và cũng nhìn nhận được vấn đề đó, phía chữ Tín đã đưa ra tất cả rất nhiều những cái sản phẩm từ ít tiền cho đến trung tiền. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi chiêm ngưỡng những chiếc xe của Salon chữ Tín. Chiếc xe đầu tiên mà chữ Tín mới lấy về, một chiếc xe Kia Cerato đời 2018. Và đây là một trong những chiếc xe mà chạy có 8.000 cây số các bác nhé. Có 8.000 cây số bản số sàn. Và giá dự kiến bán ra của Salon ô tô là với mức giá hết sức cạnh tranh là 505 triệu. Một chiếc xe 8.000 cây số. Rất chi là đẹp. Chúng ta sẽ chiêm ngưỡng qua nội thất của chiếc xe. Mặc dù chiếc xe chưa hề dọn dẹp một chút xíu nào. Bây giờ bấy đang trong quá trình dọn dẹp. Chiếc xe ly lông vẫn còn quá mới. Chữ Tín sẽ dành một khoảng thời gian để quay cụ thể của chiếc xe này. Và chiếc thứ hai, một chiếc xe tuy nhìn có vẻ như là đời sâu nhưng đây là một chiếc xe như một chiếc xe bỏ quên, một chiếc xe cất bỏ quên. Kia Rio đời 2009 nhập khẩu các bác nhé. Và giá dự kiến bán ra của Salon ô tô là 280 triệu. Một chiếc xe sơn zin cả xe. Và Odo hiện tại bây giờ có 3,6 vạn các bác nhé. Sơn zin cả xe. Một chiếc xe nhập khẩu tôn rất chi là dày. Không phải như những cái dòng xe trong nước khác. Rồi, và chiếc thứ ba với một cái chiếc xe mà Salon chữ Tín đã update với cái giá trị mới về mặt hiện thực. Thì là chiếc xe này chỉ có giá trị là 455 triệu. Honda City đời 2016, 455 triệu. Số tự động các bác nhé. Và chiếc thứ tư mà chữ Tín giới thiệu với các bác đây là một chiếc Honda City đời 2018 bản CVT. Và giá dự kiến bán ra của Salon ô tô là 530 triệu. Một chiếc xe rất chi là hợp lý. Chúng ta sẽ cùng nhau vào trong để tham khảo thêm rất nhiều những dòng xe khác nữa. Lại là một chiếc Honda City đời 2018, nhưng đây là một chiếc xe bản top. Bởi vậy mà Salon ô tô chữ Tín bán ra với cái giá trị là 560 triệu đời 2018 bản top nhé. Và chiếc tiếp theo cũng như một chiếc xe đứng đường trước, màu sắc khác thôi, còn đâu cũng là đời 2018 bản CVT. Và giá bán ra của Salon ô tô là 530 triệu. Chúng ta lại đi xuống với những chiếc xe tiếp theo với những cái giá tiền, giá trị khác nhau để chúng ta có sự lựa chọn phong phú hơn. Đây là một trong những chiếc xe Cerato đời 2018 các bác nhé. Bản có sạc điện thoại không dây và giá bán ra của Salon ô tô là 585 triệu đời 2018. Rồi, một chiếc xe thay chiếc xe SH mà vẫn có thể bảo vệ gia đình chúng ta khỏi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như thế này. Một chiếc xe Kia Morning bản số sàn và giá bán ra của Salon ô tô là 275 triệu một chiếc SH. Chỉ bằng tiền một chiếc SH đời 2018 các bác nhé. Xe chạy 3 vạn cây, không hề kinh doanh dịch vụ vận tải, sơn zin cả xe. Rồi, và chiếc cuối cùng của Salon ô tô chữ Tín đó là chiếc Kia Cerato đời 2017 và giá dự kiến bán ra của Salon ô tô là 550 triệu đời 2017 bản AT nhé. Và những lời nói cuối cùng của chữ Tín là chữ Tín luôn chúc mọi người sẽ vượt qua được những cái thời khắc quan trọng của cả đất nước cùng chung tay chống dịch bệnh. Sau đó thì có lẽ là tất cả những người đã xem chương trình của Salon ô tô chữ Tín thì phải biết là chữ Tín rất trung tình với tất cả những cái dòng xe truyền thống như Honda City, Kia Cerato. Đó là những cái chiếc xe hết sức lành
về mặt kỹ thuật mà bản thân chữ Tín là thợ sửa chữa và chữ Tín đã nhìn nhận thấy điều đó và luôn luôn muốn cung cấp ra thị trường để tạo lên được một cái thương hiệu bền vững cũng như là một sự ổn định cho phía khách hàng để tạo được niềm tin của khách hàng. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi chương trình của chữ Tín nhé.